Ok, bây giờ hôm nay là bà con đi đi chợ nhà nghèo nha. Đây là đồ rẻ, cứ một đồng thôi, đi đi chợ nhà nghèo đó. Lựa đi kiếm cái nào rẻ nhất là lấy. À, đây là chợ, đây là bán toàn là đồ đồ rẻ không đó. Lựa đi, lựa cái gì mà rẻ nhất là lấy. Đây chợ đây là toàn là đồ rẻ không. Ủa, không cứ cốt đi hả? Đồ đây là đồ rẻ không nha bà con. Hồi sáng đi ra ngoài chợ riệp rồi kia đi, đi chợ rồi kia mua rượu không? À, rượu nè. À, đây là rượu. À, à, đây tôi đủ thứ rượu nha bà con nha. À, ở đây là coi như là cái tiệm này đặc biệt là bán đồ rẻ không á. Đó. À, nó, oh, 3, 6, 9 chứ. 9 chứ. 12 cái à? Nguyên cà phê ngon. Đây là đồ đồ rẻ không nha. Mình muốn sắm đồ rẻ thì vô đây, vô tiệm đây. Đây là sâm ban. Bên đây là rượu rượu đỏ. Bên đây là toàn rượu đỏ. Còn qua tiếp ở đây. Tiếp đây là rượu đỏ, cái này là sâm ban. Một đồng 99. Ở đây kiếm sẵn rượu rẻ luôn, mua luôn. Không, cái này cũng phải là rẻ. Nó 4 đồng mấy phải không? 4 đồng. 4 đồng. Tại vì là cái này là nó bắt người ta trốn thuế, cho nên là bắt lại, cứ bắt tự bán cái chợ này là bán những cái mặt hàng đó. Cái mấy ngày đó là mặt hàng đó. Cái mấy ngày đó là mặt hàng đó.
sâm banh bên này, sâm banh bên đây, đây nè, đây sâm banh bên này, đây sâm banh, si sâm banh. Hay lát mình đi lật lè. Sâm banh là lực lè nó cái tiệm rượu đang mở đẳng đó. Đây là ở bên Pháp này nó có cái tiệm này là đặc biệt là bán những cái đồ rẻ nhất cho những người mà không có nghèo á, muốn mua đồ rẻ thì lại đây. Đồ đây 1 đồng 4 đồng 5 mô là dữ lắm rồi, nhưng mà mua đồ cũng đủ, không có thiếu gì hết. Đó, đây là rượu là coi như là rượu ra đây là khó chê luôn. Cái đó là trái cây mà. Hộp nữa ăn trên xe. Ủa có chú Thắng đây nữa hả? Ủa nãy giờ không thấy. Đây là đồ rẻ không nha. Bà con muốn mua đồ rẻ thì lại đây mua đồ rẻ. Đi qua bên kia mua đồ cũ, có chỗ bán đồ cũ nữa. Biết mà món gì thôi đi lê lè, hôm kia nói tháng 7 cũng tiệc tùng nữa rồi ăn cuối. Ủa đi ra hả? Giờ đi ra hả? À bông. Bốn đồng đôi giày đó hả? Hơi mắc à. Mời. Đó, bây giờ đang ra kết tính trả tiền, tính trốn mà trốn không được. Tính trốn khỏi trả tiền mà không được thì phải đứng xếp hàng trả tiền đó. Tính trốn trả tiền á. Ở đây đỡ lắm, không muốn mua, không muốn trả tiền thì trốn. Yeah.
đồ rẻ, muốn mua đồ rẻ là đồ đây nè, thấy không? Cứ một cái vậy là một đồng. À, một cái vậy là cứ một đồng. Đây nè. Cái này là 10 đồng. À, cái này là cho dành riêng cho đàn bà. Này đặc biệt cho đàn bà. À, dầu thơm. Đầy đủ hết, không có thiếu món gì hết. Không? Mua lắc lại lần kia mua rượu kia rẻ kìa. Rượu lần kia ngon mà rẻ. Lắc lại gà, lắc lại rồi nó cũng ở Lơ Cle nó mở nguyên cái kho rượu đặng lại đó là mà lấy rượu rẻ. Vậy bon. Nguyên cái chợ đây là đồ rẻ không như bà con nha. Đồ ở đây là đặc biệt cho những người mua. Đây đó. Ủa đổi hả? Đồ đổi giày hả? Ở đây là có đồ đông lạnh nữa nè. Ở đây là tất cả là đồ đông lạnh. Ủa rồi không mua hả? Bỏ lại hả? Ui, tại vì ở đây những cái đồ mà nó bán rẻ là đồ phô, đồ bị phô á. Ok. Không được, ra đó không được, ra đó không được. Ra đó không được. Nó phải bắt buộc phải ra đây chứ ra đó không được. Anh có đi Lực Le không? Lực Le nó đi 2 ngày. Đi Lực Le đi 2 ngày liên tục rồi. Thôi tụi em đi Lực Le chứ giờ đi đâu. Lực Le thì có nước ra quẩy mua cá chứ. Uê bon, 13 phút rồi.